Rồi, xin chào mọi người. Rồi, đây. Và hôm nay thì có một chị khách hàng, chị đến từ Cô Tô, Quảng Ninh. Và mọi người, và hôm nay thì bác sĩ Cường sẽ hỏi xem là lý do biết là vì sao là chị biết đến bác sĩ Cường và chị đã đến nha khoa bác sĩ Cường để tiến hành trồng chân răng nhân tạo nhé. Thì chị có thể chia sẻ một chút xem là chị đến từ đâu nhé. Vâng, xin mời. Từ Cô Tô, Quảng Ninh ạ. Và mình biết bác sĩ Cường qua TikTok. Mình thấy là bác sĩ làm rất là chu đáo. Mình nhìn qua những cái video thì mình cảm thấy rất là tin tưởng, nên là mình đã lựa chọn đến bác sĩ Cường ạ. Và mình vừa mới làm xong thì cảm giác của mình thì là nhân viên nhiệt tình, bác sĩ chu đáo, mọi thứ rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Và không có cái gì, mọi người cứ nghĩ làm răng là đau nhưng mà sẽ không đau đâu mọi người nhé. Rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Chị có thể chia sẻ là cái tình trạng ban đầu của chị không biết là bị làm sao không ạ? Răng lúc đầu của mình là bị sâu và nó hoàn toàn như là bây giờ nó mất hết một cái răng đấy rồi, mất hết một cái răng hàm, nên là hay dẫn đến hiện tượng là không nhai được và rất là bị đau luôn. Cho nên là mình mới tìm đến bác sĩ Cường. Vâng, và của chị thì vừa nãy chị đã tiến hành cái phương pháp gì ạ? Mình đã nhổ răng và trồng lại chân răng ạ. Vâng. Nghe nói nhổ răng trồng chân răng thì nhiều người sẽ nghĩ rất là đau. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà sẽ không đau đâu mọi người ạ. Chỉ một tí thôi. Mình sẽ đục loại bỏ được cái răng sâu rất là khó chịu. Cho mình hỏi một chút là động lực gì mà khiến chị quyết định làm răng này? Và mình lúc có khám chị thấy là cũng khá lâu rồi. Vâng, khá lâu rồi. Vì là cái răng này dẫn đến là hiện tượng giao tiếp đấy, nó rất là bị hôi và rất là khó chịu ạ. Nên là mình quyết định là phải đi làm bằng được ạ. Cảm ơn chị. Vâng ạ. Vâng, nếu như bạn thấy là chị có vừa trồng xong chân răng nhân tạo, bây giờ thì cười rất là tươi. Cảm ơn chị nhiều nhé. Và cả nhà ơi, thì đây là hình ảnh của chị Quỳnh mà vừa cấy xong plan. Thì đây là hình ảnh của cái răng của chị sau khi mà cấy xong, và cái khoảng cách của nó với cái ống dây thần kinh rất là xa và cắm rất là đúng tiêu chuẩn ở chính giữa vị trí chân răng và ở trên cung hàm. Và chúng ta có thể thấy hình ảnh 3D đây rất là đẹp. Đấy, nó ở chính giữa răng luôn, và điều này sẽ giúp cho cái chân răng nó ổn định nhé. Ở đây là một cái chân răng nhân tạo cho chị. Vậy thì tình trạng ban đầu của chị như thế nào mà chị cần phải làm như vậy thì chúng ta hãy cùng xem nhé. Đây là hình ảnh ban đầu của chị Quỳnh, chúng ta hãy xem nhé. Rồi, ok, và chúng ta sẽ ấn ok nào. Và đây các bạn ơi, đây là hình ảnh của cái nang chân răng. Viêm cũng khá là to. Rồi các bạn có thể thấy cái khối viêm nhiễm này nó sẽ làm hỏng sữa hàm, và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với các răng khác. Và chỉ có cần một chút nữa thôi là nó sẽ gây tổn thương với răng bên cạnh ngay lập tức nhé. Đây là lý do vì sao mà chị cần phải phẫu thuật ngay để mà trồng cái chân răng nhân tạo. Ngoài ra thì nó cũng rất là hôi và khó chịu, nên là mọi người cần làm sớm nếu mà về trường hợp như này nhá. Ok, cảm ơn mọi người. Và nếu các bạn bất kỳ câu hỏi gì về cái tình trạng là răng bị vỡ, bị hỏng hoặc cần trồng lại chân răng thì hãy để lại bình luận bên dưới bác sĩ Cường nhé. Rất là cảm ơn mọi người. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 phố 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.